mật tông, và cái khê mà nó xác thực nhất là của cô Tố Mai. Quý vị thấy là chỉ có là 7 điếm Phật đảnh Tôn Thắng và 108 thì Lưu Quang Đảnh thì có 34 phút thôi. Nó nâng từ 60 mấy độ lên tới 108 độ tư, nâng 41 độ. Và đó là một cái bước tiến của cái vấn đề mà hộ niệm. Và trước khi mà chúng con tụng Di Lặc Hà Sanh thì thầy nghĩ để thầy cho cái lọc đầu năm trước đi nha. Thì tụi con cứ dắt lai lên, tức là từng hàng từng hàng lên nha. Từ từ bây giờ tăng ni trước nha, rồi ví dụ như từng hàng đi lên, giờ đi lên ra cái này nè, rồi đi lên trở lại. Mấy chuyện biết này thì biết đóng và ký nữa. Thầy cảm ơn, thầy cô lấy cái này tụi con. Thầy đi tăng ni trước mà đầu năm rồi, thầy đầu năm mở hàng đi cho tất cả. Quý vị nên thương thầy Tuệ Minh, tức là sư phụ bận rộn đủ thứ chuyện, và thầy là cái người mấy tháng nay ở dưới Florida để mà set up chánh điện, để mà lo những cái công trình ở dưới, mà thầy liên tục để mà làm những cái chuyện mà thầm lặng. Cho nên á, chúng ta nên cho thầy Tuệ Minh một tràng pháo tay. Tức là thầy đánh giá rất nhiều những cái công chuyện nặng nhọc cho sư phụ nha. Cho nên á, trong cái tăng đoàn chúng ta không phải chỉ có tụng kinh giỏi, niệm Phật giỏi, mà có những cái người mỗi có một cái hạnh nguyện riêng. Như Đức Phật Ngài có thập đại đệ tử, mà đâu phải người nào cũng giỏi thuyết pháp. Mỗi một người có một cái nhiệm vụ. Cho nên á, là thầy đã ở dưới, thầy lo những cái chuyện mà nó để mà cho nó thành một cái ngôi già lam tam bảo ở tại Florida. Chánh điện thì đã được vô từ bên nhà đó, con liên lạc ở dưới là như là chánh điện gần hoàn tất hết rồi, phải không? Hầm cầu rồi này kia cũng xong hết rồi, phải không? Ông bấm với mình. Happy New Year. Happy New Year. Rồi cái này lên đi. Tăng ni lên trước đi. Nguyên một hàng cái gì đó, hàng kế nha.
mấy người đang ngồi đó có thể đi theo đó nha. Đang ngồi trong cái hàng đó có thể đi theo. Cho này là cho con cái lọc mật tông đó. Thank you.
Này đi cô, rồi lấy tới cái đó. Ông chủ, lấy hết cái mâm này đi, rồi lấy cái đó. Người ta muốn cái đồ ở trên mâm. Người ta muốn cái đồ ở trên cái mâm. Người ta muốn cái đồ ở trên cái mâm. Làm thế ý với chủ đi. Nói vậy không vậy? Được chị chú. Thank you.
Có ăn liền. Tôi nha. Yeah. Đừng có ai dụ xin đứa cho xin đứa con đừng có dạy nha. Đứa con cô dụ xin đứa con. Nhớ giữ cậu con hay không? Con phải giữ anh con đó. Ừ, phải có trong lẽ đẻ có nón không cô? Bên đây có trường hòa thượng trời sợ nó hư không? Ngoài trời nó chơi sao? Ngoài trời mà chắc ở trong không sao, không sao đó đó. Không cái này là tại không biết đặt gì đó hoặc lạnh nhưng mà cố tại vì mình không nghĩ tới mà chị thấy tại không ai nghĩ tới sao không thấy ban nhà bếp về lên đây lãnh tiền là gì ạ? Thank you.
Thôi rồi, à, hỏi ông thầy không đâu. Đang đi đấy rồi. Có tiền kia đưa đi đóng dấu thêm. Rồi kêu kiếm 108 người xuất gia để mà hội niệm thì không có. Mà giờ tôi lấy là 200 tờ thì hết sạch không đủ. Vậy đâu mà ra vậy? Phải, chắc là mới đến hồi chiều chiều hay sao đó. Chứ hồi trưa đó là tôi cần còn thiếu có 4 người nữa mà không kiếm ra 108 người. Bên Việt Nam
Trong này đó là Minh Định ơi, cái số lượng và chìa khóa mà có chú là bao nhiêu cái vậy? Minh Định có đây không? Một túi là 200 hả? Túi 100. Dạ, thì ở trong này đó ai có xe thì tôi tặng. Cái này là cái đồ đựng chìa khóa mà nó có khắc chú Bình Định Tôn Thắng hả? Chú Lan Nghiêm hả? Dạ. Thì ai có xe đó thì lãnh, còn ai không có xe thì khỏi lãnh. Cái này là quà chìa khóa để mà có chú này.
biết từ sinh ra bây giờ qua tại sao mà sinh ba cái? Tại vì có ba chiếc xe, bốn chiếc cái Tesla là nghe thấy không? Cái Tesla không có bằng một siêu gì thôi. Còn khách sạn. Ủa tăng giao duyên ai gieo ấy? Tăng tiếng nữa hả? Thôi tôi phải cho họ vui trước đi. Yeah. Bao nhiêu người là biết bao nhiêu? Thôi gì từ từ đứng hàng một đi. Thôi giờ có bạn đứng lên chỉ cho mỗi chân vậy đang ngồi. Dạ, chúng ta chờ lên không lời đứng dậy. À. Từ từ ai cũng có lần này sư phụ có quà nhiều lắm. Người nào đi phong phi lớn thì khỏi xem. Kêu con cô nhìn con mà con ba rồi tội con nãy tôi để lên đó.
phải không? Dở lên để rồi tại vì nó có cuốn mép mình cứ rồi. Không đi cái này kéo qua bên chuyển, kéo qua bên chuyển, không kéo đi, xoay qua bên sư phụ, xoay qua nữa, được rồi, xíu rồi, không nha, đầu năm sát chưa. Cô lấy nhìn sao bóng méo. Chị thấy méo chỗ nào? Tại vì cái chóp nó méo cho nên chị thấy nó méo như vậy đó chị. Cái chóp á. Cái chóp. Hoàng hảo là không ở cõi này, ok? Sao? Hoàng hảo là không ở cõi này. Khổ cả là khổ cả sư cô đức hồi đó. Ơi, phát tiện. Rồi quý vị nào chưa nhận quà xin mời lên đây sư phụ cho quà và treo xe. À, chìa khóa có chú Lăng Nghiêm. Vậy ai có nhà có phòng nào lấy được cái gì đâu sư phụ đâu cần cái xe. Chơi được ở nhà mà. Nó tổng thắng như vậy. Ở nhà có nhiều gì đó. Đúng luôn. Thăm ơi con. Rồi nha, rồi bây giờ chúng ta chuẩn bị tụng kinh Di Lặc Hà Sanh nha. Yeah.
Hồi sáng này đếm lúc đó là 102 người, tính luôn cả nhà bếp luôn. Lúc đó là chúng tôi cần 4-5 người nữa cho đủ 108 mà tiếng ngoài không có ra. Không nhận giới rồi, tôi đã nói rồi, tôi nói là nhờ những người mà tôi đã cạo đầu rồi, tôi đã nói là để mà vô có mặt để mà hồi hướng. Và kể cả những người cạo đầu mà lật xuống với nhà bếp làm hoặc đi lấy xe làm công chuyện đều là những người đang làm cho pháp hội đều có đắc giới hết nha. Tôi đã nói rồi đó, tại vì rất là bận rộn. Rồi có những người họ cạo đầu nhưng mà họ lại đưa đón, hoặc là có những người cạo đầu rồi là chạy xuống nhà bếp nấu ăn, thì những người đó đều là coi như tôi đã tính là truyền giới hết. Tôi đã nói ngày hôm qua, tôi nói là trước Tam Bảo là những người đó đều đắc giới hết. Tại vì tôi đếm, khi hồi trưa này tôi đếm là có những người không có mặt nữa nhưng mà ở dưới nhà bếp tôi vẫn đếm, phải không chú Thượng Huệ? Là 102 người. Dạ, 102 người để cứu cho cô Tố Mai. Thì tôi cần cái nhiệt độ nóng là 110 độ nhưng mà rốt cuộc là thiếu hết 6 người, thành ra chỉ được có 108 độ 4, nhưng mất hết độ mấy đó, nhưng mà cũng tốt nha. Hồi bây giờ chưa có người nào mà nóng lên tới 108 độ, chỉ có 107 độ 3 là ở bên Indo. Và kỳ này bên đây là cô Tố Mai, vì tôi thấy cổ chết cái kiểu đó là mang tội sát, thành ra mình cần rất nhiều phước đức để mà coi như dư đi đó, cần dư đó để cho cứu cổ. Nhưng mà rốt cuộc rồi thì thiếu có 6 người, 4 người. Nhưng mà hồi nãy này tôi thấy là tôi phát tiền rồi, nó trên cái số đó. Dạ, nhưng mà khi cần để mà xuất gia vô duyên thì nó dưới cái số đó, nó có cái chuyện lạ đó. Bây giờ nó đã khuya rồi, chúng ta tụng kinh với lạc hà sanh này kia là nó cũng cả gần 2 giờ rồi, cho nên thầy ngưng lại, không có thể nào mà lắm quán rảnh nó kéo dài, tụi con mất sức hết, tại ngày mai nó còn nhiều chương trình lắm, đúng không? Rồi chờ cho ngày mai cái thời gian nghiêm á, vừa xong rồi đó thì chúng ta lúc đó rảnh chúng ta sẽ làm ào ào, nó còn đỡ hơn. Chứ bây giờ mà quán rảnh là đóng ngày kia đó là tụi con tới sáng rồi tụi con làm không nổi. Ngày mai còn có sàng lọc 2 bộ xá lợi nữa, 3 bộ nữa. Dạ, yeah. chia làm hai lần. Còn vô hòm nữa, Bởi vậy đó, nó chương trình nó rất là sát sao mà không có rảnh. Như hồi nãy quý vị thấy tôi làm có rảnh đó là ào 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 vậy mà cũng mất hết gần cả tiếng mấy, 2 tiếng đồng hồ, tiếng rưỡi đồng hồ đó. Thành ra là hơn nữa là cái miếng vải mà để mà in lên trên cái lưng á là hình như Huệ Minh nó gửi mà chưa tới. Có thơ rồi không tới, còn ngày mai đó là chủ nhật nó đâu có giao, thứ hai mới có. Nó thành nhưng mà không sao, chúng ta tính chuyện khác. Rồi á, vô hồn giải nghiệp á thì để coi nó như thế nào rồi thời gian để sắp xếp lại nha. À, cho những người nào mà đang bệnh hoạn này kia, rồi chúng ta còn có chương trình tụng chú dược sư và trì chú dược sư và tụng kinh dược sư nữa. Mấy ông tướng thì đương nhiên cái chuyện cúng đó là khoảng chừng nửa tiếng, tiếng mà xong là không có nhiều. Cúng cơm đầu năm là đương nhiên có rồi, nó không có nhiều đâu, nhưng mà cái chuyện mà khi mà mỗi lần làm quán rảnh hay làm gì đó là nó kéo dài rất là lâu. Còn cúng mình lên mình đúng mình dâng hương qua mình tụng thời kinh nửa tiếng, tiếng là xong. Nhưng mà mỗi lần làm quán rảnh hay làm cái gì đó kéo dài rất là lâu. Yeah. Đầy đủ kinh như là thải sanh chưa vậy? Rồi đầy đủ chuẩn bị chúng ta khai kinh rồi. 1, 2, 3, 4
để chờ thắp hương. Làm lành
chóng quay về bờ nhà với nửa đền nửa con quê hương dài thoát dài thoát đi kiếm hương sáng ngời chiếu khắp mười phương tiền tiền tam bảo năm hương bốn dường nam mô Oh.
dương chuông bỏ. Thank you.
Bye.
Bye.
Cái gì nâng lên. Phục nguyện hôm nay ngày đầu năm quý mão, chúng con đầy đủ phước duyên hội tụ tại làng Di Đà Con Đô Tiểu Bang Tất Sật Hoa Kỳ, tôn trì kinh Di Lặc Thà Sanh, nguyện đem công đức này gieo duyên với Bồ Tát Di Lặc. Nguyện sau khi đời mạt pháp đi qua, chúng con sẽ có mặt trong tam hội long hoa, được gặp Bồ Tát Di Lặc giao hoa. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bổ ơn nặng dưới cứu khổ tam độ. Nếu có ai thấy nghe kinh Bồ Tát Di Lặc hạ sanh điều phát Bồ Đề tâm nguyện, chư vị bỏ một bảo thân này đồng với chúng con vãng sanh về Tây Phương